sáng ngày 29 tháng 11, tuyến đường quốc lộ 40B đoạn qua khu vực sông Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My bị ngập nặng. Cũng trên quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My và khu vực đoạn từ xã Trà Sơn lên Trà Mai, huyện Nam Trà My bị sạt lở đất nghiêm trọng. Giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt. Theo ghi nhận, mưa lớn trong 2 ngày nay làm nước sông len tràn về, gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào làng tái định cư Bằng La, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền đã cho rào chắn không cho người qua lại. Lúc này, một nhóm người vượt dòng nước lũ chảy xiết, khiêng xe máy qua đoạn giáp ranh giữa Trà Vân và Trà Vinh, huyện Nam Trà My, khiến người xem không khỏi tót tim. Trước tình hình mưa lớn liên tục xảy ra, một số khu vực tại huyện Nam Trà My sạt lở nặng, ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt.